nè. Nè, đợi chị cái ghi nè. Chị có bi nè, dễ thương không? Con cầm mũ bảo hiểm làm chi á? Hả? Làm sao? Chị có bi cầm mũ bảo hiểm làm cái gì này? Đừng có nói với mẹ là bảo mẹ đi chơi nha. Nha, đi chơi hả? Bi, rồi đi chơi hả? Nhưng mà bây giờ mẹ đang có một đống việc đây này, thấy mẹ đang xếp đồ không? Không đi chơi được nha. Bi ơi, này, Bi cầm cái mũ bảo hiểm đi cất ra ngoài kia cho mẹ đi. Nè, cầm cất ra ngoài kia cho mẹ cái này. Thank you.
Xong rồi lấy giấy vệ sinh băng thế này hả? Đâu hả? Mày bóp sao bóp chân cho cô Bi nha. Này. Hay là một hôn một cái cho nó khỏi nha. Ừ. Nào. Nè, đưa mẹ ẩm nè. Úi trời ơi, đau chân thế này đây. Đau chân thế này hả? Buồn cười thế. Đau chân gì mà buồn cười thế. Ai bật, ai băng cho con này hay con tự băng ha? Ừ. Hết đau chân chưa? Ôi trời, lấy cái cục giấy vệ sinh của mẹ ra thế này nè. Nghịch thế. À, sao bóp chân nhá. Nhờ. Hôn chân nhá. Hôn chân nhá. Hôn chân nhá. Hôn chân nhá. À, mẹ yêu nhá. Hay là tại vì nãy vô phòng rủ mẹ đi chơi mà mẹ không đi, xong rồi thế là giận dỗi, thế là tìm cách để cho mẹ quan tâm đúng không? Ừ, để cho mẹ, mẹ yêu đúng không? Mẹ yêu con mà, mẹ yêu con với Mon như nhau mà. Nhá. Nè, nằm xuống đây mẹ bóp chân cho nhé, cho nó đúng đầu chân nhé. Nhá, mẹ yêu nhé. Nào, hạ chị. Massage cho con Bi nhé. Nằm yên, nằm yên. Mẹ yêu con Bi mà. Nhờ. Cảm ơn cho con Bi này. Massage này, sướng chưa? Đã quá, đã quá. Đã quá. Ý, em cũng massage cho con này. Em massage mông. Mon ơi, lại đây. Mon đây này. Cho Mon ngồi đi nha. Hết đau chân chưa? Ừ. Hết đau chân chưa? Không giải bộ đau chân nữa nhé.